Hạnh phúc vốn dĩ đơn giản lắm. Không phải cứ giàu sang phú quý là hạnh phúc, cũng không phải nghèo khó thì không có hạnh phúc. Chẳng qua là mình tìm thấy được hạnh phúc ấy đến từ đâu. Những hình ảnh mà bạn đang nhìn thấy, đó chính là tương lai sau này của gia đình tôi. Còn hiện tại, áp lực công việc, áp lực gia đình, và nhất là không có được sự thấu hiểu, chia sẻ, đã làm cho những điều tốt đẹp đó mất đi, chỉ còn lại những nỗi buồn, sự cô đơn của một người phụ nữ âm thầm chịu đựng, để rồi lạc mất chính mình trong ký ức đau thương. Em nghe nè chị Lan ơi. Dạ, không biết chị gọi em có gì không chị? Chị gọi cho em vấn đề gia đình của bé Trang đó. À, em nhớ rồi. Mà hôm bữa em có nhờ chị á là xuống nắm tình hình gia đình Trang á, thì không biết á là bây giờ là tình hình của gia đình Trang như thế nào rồi chị? Chị có đi ngang nhà bé Trang, chị nghe tiếng cãi vã của hai vợ chồng Trang rất là lớn tiếng. Chị thấy tình hình căng thẳng lắm á Linh à. Vậy hả chị? À, mà chị có xuống thăm hỏi gia đình Trang chưa chị? Chưa, chị chưa có thăm hỏi được. Em biết sao không? Tại vì Trang á, nó đi làm xuống mà đóng cửa từ sáng tới chiều nên khó tiếp xúc được lắm. Chị chưa có nắm rõ được hết. Nhưng là phụ nữ với nhau, nhìn là chị biết liền à. Nhiều lúc á, chị thấy á, Trang đứng ở ban công nó khóc á, vẻ mặt rất là trầm tư, u uất, giống như là có chuyện gì xảy ra với nó vậy đó. Em biết rồi. Bây giờ em sẽ thông tin cùng với tổ hòa giải sắp xếp cuối tuần này xuống thăm gia đình Trang để thăm hỏi và động viên Trang. Có gì chị cũng sắp xếp hỗ trợ em cùng đi nha chị. Chị nghe em nói được đó Linh. Vậy hôm nào em đi em nhớ alo chị trước nha, để chị sắp xếp công việc chị đi với em. Dạ, quyết định gì nha chị. Anh đi đâu mà từ sáng sớm tới giờ anh mới về vậy? Cô hỏi tôi hả? Ở đây chỉ có tôi với anh. Tôi không hỏi anh thì hỏi ai? Tôi làm việc với đối tác về không được sao? Nhưng mà anh cũng phải biết dành thời gian cho con và gia đình chứ. Cô nói tôi, còn cô thì sao? Tôi ít ra cuối tuần vẫn ở nhà với con. Con nó được gặp tôi và trò chuyện với tôi. Còn anh thì sao? Cô nói cô ở nhà, cô tốt với con. Cô ở nhà với con làm gì? Hả? Thì cô chúi đầu với cái laptop với lại cái đống hồ sơ của cô, hả? Anh đừng có mà quá đáng nha. Đây là công việc của tôi, anh không có quyền xúc phạm. Xúc phạm gì? Sự thật thôi. Chẳng phải là tháng nào tôi cũng đưa tiền đầy đủ cho cô để lo cho con à? À, hay là tháng này tôi không đưa tiền đủ cho cô, cho nên cô kiếm chuyện với tôi chứ gì? Anh đừng có mà nói càng. Không có tiền của anh, tôi vẫn tự mình nuôi con được. Nhưng mà tôi là ba của nó, tôi mới có trách nhiệm lo cho nó, cho nên tôi mới đưa tiền cho cô. Sao tôi nói hoài mà anh không chịu hiểu gì hả anh Thiện? Anh có biết là mỗi ngày con nó đều hỏi tôi: mẹ ơi, chừng nào ba về, chừng nào ba về ba chở con đi chơi, con nhớ ba lắm. Thôi. Tôi không thôi đó. Muốn làm cái gì? Tôi nhất quyết là bữa nay tôi phải nói chuyện rõ ràng với anh. Tôi nhịn anh lâu lắm rồi. Tôi muốn nói gì? Tôi nói đi, thấy không? Từ trước bây giờ nè, cái gì cô yêu cầu cô cũng chấp thuận, tôi làm hết cho cô. Vậy mà tôi yêu cầu có một chuyện chút xíu thôi à, mà cô từ chối tôi là sao? Cô có xem tôi là chồng của cô nữa hay không? Anh thôi đi. Ai đó đang cãi lộn cũng có khách nữa là sao? Anh đi, anh đi. Fan hâm mộ của cô đó hả? Anh uống nhiều quá nên mờ mắt rồi hả? Đây là chị Lan, tổ trưởng tổ mình đó. Hôm nay có chị cùng với chị Linh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, và chị Oanh, cán bộ tư pháp phường, anh Quân, công an khu vực tới nhà mình á. Chào em, hôm nay là tụi chị tổ hòa giải của phường xuống đây là giải quyết cái việc của gia đình em. Chuyện vợ chồng tôi đâu có liên quan đến anh chị đâu. Sao không liên quan được em? Tối nào hai vợ chồng em cũng cãi vã, làm ảnh hưởng hàng xóm xung quanh á. Trời ơi, tôi la trong nhà của tôi, đâu có la ngoài đường đâu. Chịu được thì dọn cái khác đi. Anh nói vậy là không có được. Buổi tối là thời gian gia đình quây quần bên nhau, xong rồi nghỉ ngơi và sau thời gian làm việc và học tập. Anh làm mồm vậy thì sao hàng xóm của anh nghỉ ngơi được? Sau 10 giờ tối là anh đã gây mất an ninh trật tự. Chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu.
Thôi được rồi, mà làm gì hai người cứ cãi nhau suốt vậy? Dạ, không có gì đâu chị, chỉ là chuyện gia đình thôi à. Bây giờ anh chị muốn biết chuyện vợ chồng của tôi như thế nào phải không? Cô nói cho họ nghe hết đi. Nói hết đi. Bị làm sao chị? Hả? Anh muốn để cho mọi người biết hết chuyện của gia đình mình hay sao? Trang, hôm nay em cứ nói hết đi, dù gì cũng có tụi chị ở đây mà. Dạ, thật tình thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi à. Mà tại lâu dần vợ chồng em không có dễ thấu đáo được. Thấu đáo? Chắc khó à. Em cứ nói tiếp đi em, có chuyện gì thì ở đây tụi chị sẽ giúp em giải quyết. Dạ, chuyện là khoảng hơn một năm nay thì vợ chồng em bị rạn nứt. Anh Thiện mỗi ngày anh đều đi làm. Đi làm xong là anh lo anh đi nhậu cái tối thì là tối mới về. Mà anh về nhà là anh lại kiếm chuyện, la lối rồi chửi bới ôm sòm, làm cho em rất là mệt mỏi. Cái gì vậy? Cô nói gì vậy? Tôi nói thì phải nói cho đầy đủ chứ. Không có lửa là sao có khói. Anh, sao anh có đáng quá vậy? Chuyện xấu của nhà mình bây giờ anh muốn đem ra cho thiên hạ biết hết hay sao? Sao không được? Chuyện xấu của cô mà. Xấu à? Chứ còn gì nữa. Vậy là xấu lắm sao? Tôi còn không nói đi chứ. Tôi không chấp nhận sự thật à. Anh đừng có bà ép người quá đấy. Ép cô đó, ép cô đó. Thằng con trai của tôi đâu? Thằng con trai của tôi đâu? Vậy là bây giờ anh muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi đúng không? Cô biết rồi, ba mẹ tôi đã lớn tuổi, chỉ có mình tôi là đứa con trai duy nhất. Tôi phải kiếm một đứa con trai nói giỏi không được. Vậy mà cô cũng làm mất nó. Cô không thấy tội lỗi của mình hay sao? Anh Thiện, anh bình tĩnh lại đã. Được rồi. Nếu anh muốn nói thì tôi sẽ nói những cái chuyện ấm ức của tôi, những cái chuyện ấm ức mà tôi đã cố gắng kìm nén, tôi cố gắng chịu đựng bấy lâu nay. Tôi cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ như ý của mình. Trước đây gia đình của em rất là hạnh phúc, anh Thiện rất là yêu thương em và bé My. Và rồi em lại mang thai đứa con tiếp theo, đó là một thằng con trai. Trong khoảng thời gian mang thai, do cơ thể em rất yếu nên em phải nghỉ làm ở nhà. Còn anh Thiện thì suốt ngày anh cứ đi làm, đâu có thời gian để chăm sóc cho em. Dạ rồi, em bị sảy thai. Đó, lỗi của cô. Cô làm mất đứa con trai của tôi. Mọi người nghe chưa? Mọi người nghe hết chưa? Hôm đó em đang chuẩn bị nấu cơm để đợi anh về thì tự nhiên bụng đau dữ dội, người thì mềm nhũn ra, đầu thì choáng váng. Và rồi em ngã xuống đất rồi bất tỉnh cho đến khi tỉnh lại thì thấy thì chảy rất là nhiều máu. Em cố gắng gượng dậy để gọi điện cho anh Thiện, nhưng lúc đó anh Thiện không có bắt máy. Các chị có biết là lúc đó em đã đau đớn như thế nào không? Chỉ có một mình em, một mình em phải cố gắng gượng dậy để mà đi đến bệnh viện
khi có kết quả, bác sĩ nói là thai nhi không thể giữ được nữa, phải bỏ đi. Lúc đó trước mắt em thấy dường như là bầu trời đều sụp đổ trước mắt mình vậy đó. Nước mắt thì không ngừng tuôn. Vậy mà anh Thiện, anh vẫn vô tâm, không hề vào bệnh viện để thăm em, hỏi thăm em một tiếng nào cả. Để đến nhà, nhìn mặt em anh cũng không thèm nhìn. Đi làm xong thì lo đi nhậu, lúc tối mới về. Về nhà thì la lối ôm sợp kiếm chuyện. Còn gia đình của anh Thiện thì hay tin em bị sảy thai, không có một lời động viên hỏi thăm an ủi em, mà còn dùng những lời chỉ chiết, chửi mắng em, nói là không muốn nhận đứa con dâu như em. Anh có biết là tôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu là đắng cay tuổi dục, biết bao nhiêu là đau đớn đã dằn xé trong trái tim của tôi như thế nào hay không? Suốt một khoảng thời gian dài tôi đã phải chịu đựng, tôi đã phải đau đớn một mình tôi. Được rồi, hôm nay là phải kết thúc thôi. Tôi sẽ đi, và anh sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa. Trang ơi, đứng lại đi em. Đừng bỏ đi mà Trang. Trang ơi, anh Thiện à, anh nghĩ lại đi. Lúc đó Trang chỉ ở nhà một mình à, mà còn bị ngất xỉu, chảy máu rất là nhiều nữa, không biết cầu cứu ai hết. Nếu như mà không được đi cấp cứu kịp thời á, thì anh đó không phải mất đi một người con đâu, mà anh mất cả người vợ yêu quý của anh nữa. Anh suy nghĩ lại đi. Tôi cũng may á, mà Trang á có một ý chí rất là kiên cường, một nghị lực rất là hâm phục, mới vượt qua được cái thập tử nhất sinh này. Về hôn nhân gia đình á, thì luôn có chuyện vui, chuyện buồn, và những sóng gió, và những lúc sóng gió như thế này á, thì hai người phải cùng vượt qua thì nó mới gọi là gia đình. Tình trạng bạo lực gia đình á, hiện nay vẫn còn, nhưng mà về bạo lực hành động á, nó chỉ làm tổn thương bề ngoài thôi. Còn mà về bạo lực tinh thần á, về những suy nghĩ á, như những gì mà Trang đã trải qua trong suốt thời gian qua á, thì nó vô cùng nguy hiểm và đáng lên án. Khi con người quá sức chịu đựng thì nó là một hồi nổ để làm tan nát hạnh phúc một gia đình. Anh có biết không anh? Thiện à, không anh muốn chuyện đau buồn xảy ra, nhất là Trang. Một người mẹ phải còn đau đớn gấp trăm ngàn lần. Em đừng có quan điểm trọng nam khinh nữ mà bỏ mặc người vợ yêu quý của mình phải chịu đựng tủi nhục khi bị giằng xé bởi một ký ức tồi tệ, kinh hoàng. Anh Thiện à, nếu bây giờ mà anh còn không nói thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn đó. Thôi, mọi người không cần khuyên em nữa đâu. Em đã quyết định rồi. Em sẽ rước bé My về, rồi em dọn đồ rồi em đi luôn. Cũng sắp tới giờ rước bé My rồi. Em đi đây. Trang à, anh buông tay tôi ra. Anh không buông. Trang à, anh xin lỗi vì tất cả. Để lần này anh sống thật là ích kỷ, anh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Anh đã làm tổn thương đến tinh thần và tình cảm của em. Bây giờ anh hiểu ra rồi Trang à. Anh hiểu ra thì có thể bù đắp lại những gì đã qua không?
Được chứ. Chỉ cần em cho anh một cơ hội, nhất định anh và em đi sẽ xây dựng được một mái gia đình hạnh phúc. Em tha lỗi cho anh đi nha. Thì cô ta nói giỏi thì sao? Nãy giờ mọi người nói anh đã hiểu rồi. Thì con trai bây giờ không quan trọng nữa đâu em à. Quan trọng á, bây giờ là có em và bé My là đủ rồi trai nè. Em được biết nha trai. Quê rồi nha. Hạnh phúc của hai em chính là những điều mà tụi chị mong muốn. Dạ. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Nhờ có anh chị mà em đã hiểu ra. Trang à, từ hôm nay á, khi mà mỗi lúc rảnh rỗi á, em có thể tham gia cái hoạt động của phụ nữ phường để thi thoảng em nhé. Dạ, em cũng muốn tham gia lắm. Nhiều lúc ở nhà em thấy các anh chị làm những cái hoạt động rất là hữu ích và rất là thiết thực, nhưng mà do là bận việc nhà rồi bận công việc của cá nhân em nữa nên em chưa có tham gia được. Em cứ yên tâm đi, kể từ nay á anh sẽ không có nhậu nhẹt nữa, anh sẽ ở nhà san sẻ công việc gia đình với em. Em đi tham gia hội phụ nữ nhé. Vậy thì tốt rồi, từ nay hội mình sẽ có thêm một thành viên ưu tú nữa. Trải qua biết bao sóng gió, gia đình tôi lại được hạnh phúc ấm êm như lúc ban đầu. Bạn biết không, hai chữ hạnh phúc thực sự rất đơn giản. Đó chính là khi chúng ta đã quyết định sống trọn đời với nhau, thì hãy trao hết bằng trái tim yêu thương, niềm tin và luôn đồng cảm sẻ chia với tất cả sự chân thành. Hãy nhớ, bạo lực gia đình, dù cho ảnh hưởng từ hành động hay tinh thần, đều để lại những tổn thương và nỗi đau không thể nào quên. Thế nên, hạnh phúc không phải là những điều xa tầm với, mà hạnh phúc lại đến từ những điều giản đơn.